Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cách mình ngâm và ủ hạt giống củ dền đỏ này nha các bạn. Kỳ này là mình ngâm hạt củ dền đỏ này. Đó. Đây các bạn. Bây giờ đó là mình ngâm cái hạt cái gì nha. Mình sẽ cắt cái hạt này ra nha các bạn. Cái hạt giống này các bạn là mấy cửa hàng mà bán cây kiểng đều có bán hết nha các bạn. Mình ngâm hết luôn nha các bạn ha. Bây giờ đó là mình sẽ ngâm nước nóng ấm ấm thôi nha các bạn. Đó, đây đây là nước nước nóng ấm ấm rồi nha các bạn. Mình cho vô đây mình ngâm nha. Chỉ cần nước ấm ấm thôi cũng được nha các bạn. Đó, mình ngâm như vậy là từ 5 tới 6 tiếng đây nha các bạn. Rồi mình vớt ra mình ủ ha. Đó. Hạt giống mình đã ngâm được 6 tiếng rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mình vớt hạt ra ha. Đây các bạn. Bây giờ mình rửa sơ qua nước một cái các bạn ha. Xong rồi mình mới ủ các bạn ha. Đấy, bây giờ là mình sẽ dùng cái miếng vải thun. Cái miếng vải thun này á, là mình phải làm cho nó ẩm ướt nha các bạn. Ẩm ướt ha. Đó. Mình làm cho nó ẩm ướt cái miếng vải thun này nha. Xong bây giờ mình cho hạt vô đây. Mình gói hạt lại nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình cho vô cái hộp này mình ủ các bạn. Rồi, bây giờ cái hộp này là mình để ở chỗ mát nha các bạn. Mình để ở chỗ mát ha. Rồi, còn hạt cái củ dền này các bạn. Mình đã ủ được 2 đêm rồi. Đó, bây giờ là mình mời các bạn xem ha. Đây các bạn. Đó, mình ủ được 2 đêm á. Mà nó đã lên mầm hết rồi nè các bạn. Bây giờ là mình trộn đất và phân để mình ươm hạt vô trong cái ly có đất luôn nha các bạn. Cho hạt nó lên luôn. Đó. Bây giờ là mình trộn đất với quân đây. Còn ở đây nè các bạn thấy không? Hạt nó nảy mầm nè. Đó. Là mình chỉ ủ có 2 đêm thôi nha các bạn. Rồi. Bây giờ là mình trộn đất đây. Rồi, mình xin giới thiệu với các bạn đó, đây là đất này là mình đã ủ qua với chấu rồi nha các bạn. Đó, bây giờ là mình trộn qua đây là một ít phân gà nha các bạn. Đó. À, nếu các bạn không có phân gà thì mình có thể dùng phân bò hoặc phân trùng quế để mình trộn rồi mình gieo hạt luôn cũng được nha các bạn. Đất này nó rất là tơi xốp nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình giới thiệu qua phần cái ly nhựa này nha các bạn. Đây. Những cái ly nhựa này là mình đã có vùi cái lỗ ở bên dưới đáy ly rồi nha các bạn. Đó. Bây giờ là mình làm trước tách ly cho các bạn xem đi ha. Rồi chút nữa mình làm nữa. Đây nè các bạn nhiều ly lắm nè. Mình đã vừa lỗ sẵn hết luôn rồi đó. Đó. Bây giờ mình làm trước tách ly mình cho đất vô ly nè các bạn. Thank you.
Bây giờ là mình cho đất nó ém nhẹ chút xíu nha các bạn. Đó. Mình cho đất ém nhẹ chút xíu. Tại vì cái đất này của mình đó các bạn, nó xốp dữ lắm. Đó. Rồi, rồi bây giờ cái hạt giống này nha các bạn. À, nếu mà các bạn á có cho ra ngoài ly từng hạt cũng được. Hay là các bạn có thể là mình gieo hạt luôn ra ngoài cái thùng luôn như gì cũng được nha các bạn. Mình có thể gieo hạt ra ngoài cái thùng gì luôn cũng được. Mà gieo ra ngoài cái ly này cũng được nha các bạn. Nhưng mà theo như mình thấy á, mình cứ gieo ra ngoài cái ly gì nha các bạn. Mai mốt mình trồng á nó rất là dễ luôn. Đó. Đây, bây giờ là mình cho hạt ra ngoài cái ly luôn. Mỗi một hạt là mình cho một ly nha các bạn, cho một ly thôi. Tại vì cái này nó đã lên mầm sẵn rồi. Mình cứ làm gì đi các bạn, chút xíu nữa mình phủ đất lại sao cũng được. Còn thấy không, cái hạt nó nảy mầm thấy cưng quá trời luôn. Chỉ có hai đêm thôi mà cái mầm nó nảy được như vậy nè. Và bây giờ là mình phủ đất lên nè các bạn. Đó. Bây giờ là mình làm trước mấy ly gì các bạn xem ha. Rồi một chút xíu nữa là mình sẽ làm toàn bộ hết ly này. Đó, và hạt giống như luôn nha các bạn. À, bây giờ là mình tưới nha các bạn ha. Cái con của mình á, hôm nay nó cao được như vậy rồi nè các bạn. Mời các bạn xem ha. Tính ra từ hôm mà mình gieo hạt đến nay nha các bạn, là cái cây cải con này á, là nó được 18 ngày. 18 ngày mà cái cải này nó ra được hai lá thật rồi nè các bạn. Ở bên dưới này á, là hai cái lá mầm nha các bạn. Đây nè, cái này là lá mầm nha các bạn. Còn ở bên trên này á, mới là hai cái lá thật nè các bạn. Ở trên này là hai lá thật. Nó đang chuẩn bị ra thêm một cái lá nữa nè các bạn. Đó. Như vậy là cái cải này các bạn, là mình làm đất, trộn thêm một ít phân nữa, là mình đem ra ngoài mình trồng là được lắm rồi các bạn. Đây mời các bạn xem cái rễ của cái cây củ dền nè các bạn. Nó ra rễ, nó ra tới dưới này luôn rồi nè. Bây giờ mình chút ra thử xem nha các bạn ha. Đây các bạn coi nè, cái rễ nó ra tới đây luôn rồi nè. Rễ trắng trắng các bạn. Đó. Khi mà trồng cây con ra ngoài đất nha các bạn, là các bạn đừng có trồng hiu giống như vậy, nó rất là yếu. Mình phải trồng xịt lên trên này nữa nha các bạn. Mình trồng ở xịt lên trên tới đây luôn nha các bạn ha. Đó, mình trồng tới trên này luôn. Đó, như vậy á, là cây con nó mới cứng cáp. Chứ mà mình các bạn cứ để nhiều, các bạn trồng tới dưới này luôn nha các bạn. Cây con nó sẽ yếu lắm. Gió nó sẽ lặt lặt gì nè các bạn. Đó, nó cứ lặt lặt gì. Nó yếu cây lắm.
mình trồng, các bạn đã trồng bỏ đất lên tới trên này luôn nha. Đó, bỏ đất tới trên này luôn. Rễ ra rất là nhiều. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình gieo hạt củ dền nha các bạn. Rồi mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn gieo và trồng thành công nha.